Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Piaho. Và hiện tại là mình chỉ mở phòng có 4 người thôi các bạn ơi. Bởi vì cái map này nó khá là nhỏ và có chia 4 team. Các bạn có thấy là map này có đội đỏ, đội xanh lục và đội vàng các bạn ạ. Đó, mà chưa kể là cái map này nó rất là bé tí xíu à. Cho nên là mình nghĩ là mình chỉ mở phòng 4 người thôi. Nếu như mà mở phòng 10 người thì đã không đều. Mà mở phòng 20 người thì chắc chắn là không chơi được luôn các bạn ạ. Thì ok, hôm nay mình sẽ chơi một con map có tên là đại chiến những cây kiếm phép thuật. Ở đây chúng ta có rất là nhiều loại kiếm, một kiếm băng, kiếm ánh sáng, kiếm bóng tối. Nói chung mà mình cũng không biết đây là kiếm gì nữa, nói chung có rất là nhiều loại kiếm các bạn ạ. Mà để coi xem map này chơi như nào các bạn nhá. Ok, không liên thuyên nhiều nữa, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ với chuyện bè và đừng quên nhấn ký cho đăng ký ủng hộ mèo Pia các bạn nhá. Để coi xem nào. Đầu tiên chúng ta có kiếm ảo giác, kiếm lửa, kiếm rừng xanh, kiếm sắc bén chứ ai gọi cái là sắc bén bao giờ. Ok, kiếm ma ám, kiếm bóng đêm, kiếm ánh sáng với cả kiếm băng tuyết cận. Ok ok, để mình giảm tầm nhìn xuống một chút, map này hơi lag cận, sao vừa vào đánh nhau kinh vậy. Alo, vừa mình đang cầm cái cây kiếm tên là kiếm ảo giác đây, không biết là chơi như nào các bạn hả. Ôi sao mấy thanh niên này chưa gì vào nhau kinh đấy nhở. Anh em mình đi. Ôi giời ơi, ui sao hóa sao kiếm đi mà khỏe vậy, hỏi chém sao chém cái chết luôn mà thế nào. Mày thế này cầm kiếm thì mà chém kinh vào, từ anh em bình tĩnh nhá, bình tĩnh. Ở đây một kiếm lửa các kiểu này, cái này thì chém với chúng tôi này chơi à. Một mạng được 5 điểm, bảo sao cái mạng cũng khá là nhỏ, thành ra cũng không chơi đông người đâu. Đấy, cái sàn đấu chỉ thế này thôi các bạn ạ. Thiêu đốt nè, làm sao thế nên kia bị cháy rồi, các bạn bị cháy thì chém cái chết luôn nè. Chiến thuật của mèo béo các đội thiêu đốt nè, rồi thiêu đốt thì ăn chém đi bạn ơi, được của nó luôn rồi. Map này đã đi ra ngoài là không vào được đâu các bạn ơi, không thể nào vào được các bạn. Lại thử cái rừng xanh nào, rừng xanh bùm. Ô sao phế vậy, cái rừng xanh này mình không thể có tác dụng gì lắm. Để từ từ đây, đổi qua nhân vật Laura các bạn ạ. Đấy, bạn nào mà không có Laura ấy thì có thể sắm cho mình nhân vật Laura nhá. Đấy, có khả năng phải chém tận 3 phát mình chết cơ các bạn ạ. Bình thường là chém 2 phát đồng đấy, Laura đấy phải chém phát nữa còn 5 máu này. Bình thường pha đấy mình hy sinh rồi các bạn ạ. Nhưng mà cũng may là nhờ mình dùng Laura như thế. Hình như kiếm ánh sáng bất tử à. Ôi ô, kiếm ánh sáng có thể bảo vệ chúng ta bao nhiêu giây đây. Ô hay nha, bảo vệ gì đấy, bảo vệ mình cũng không do nữa, đọc lại nào. Nên bảo vệ gì đấy, kháng đánh lui trời cũng không ngon lắm nhở. Thử cái bóng tối nào, thử test thử cái kiếm bóng tối mình thấy không hiệu ứng nhở. Từ ăn bộ bút này đã, rồi mình sẽ thử test thử mấy cái hiệu ứng nào. Đứng trong này bắn ra này, đứng trong này bắn ra được. Ồ, đứng trong này bắn ra được các bạn nhá. Ồ này thì đứng trong này mình bắn ra cái gì ấy, cái gì ấy. Từ để tụ thử nào. Ồ hay, ồ chém cũng không ngon lắm nhở. Rừng xanh này hay, mình cũng không rõ lắm các bạn ạ. Hay chém này, ồ chém không ăn thua các bạn ạ. Mình thấy kiếm lửa chắc là ngon nhất rồi, mình thấy kiếm lửa chắc là xịn nhất rồi các bạn ạ. Không một kiếm nào ngon hơn kiếm lửa đâu. Đây này, ô à 60 mạng là kết thúc à. Map này có vẻ hay là mình thử mở phòng đông người đi, thử mở phòng 10 người xem như nào các bạn ơi. Các bạn là mở phòng 10 người sợ mọi người lấy hết kiếm của nhau à. Mình sẽ test thử mở phòng 10 người, map này chưa cũng được, tuy nhiên hơi ngắn các bạn ạ. Đây, map này có tên là đại chiến những cái kiếm đây, cuộc chiến kiếm ma thuật các bạn ạ. Đó, cái map này nó hơi ngắn, thực sự là nó hơi ngắn luôn các bạn ạ. Chơi rất là ngắn luôn, mong là chủ map có thể cập nhật thêm nhá. Ví dụ là chơi hết 10 phút chẳng hạn, mình sẽ lấy kiếm trước đó. Mình sẽ lấy kiếm trước các bạn ơi, rồi ok, mở phòng 10 người luôn đấy. Để coi em nào, cầm kiếm này. Mình nghĩ kiếm lửa là khá là ngon. Kiếm ảo giác này thì mình thấy không ngon lắm. Chúng ta có thể dùng cái kiếm này để tiểu buff này, đây, để cộng thêm buff này. Đó, hey, rồi, bấm bắt đầu ra, xong lát nữa các bạn vào sau các bạn ạ. Lát nữa anh em kia vào sau. Rồi, chuyển thôi các bạn ơi. Kiếm lửa chưa đâu ơi, mình thấy rồi. Chưa thấy có thanh niên nào ra ngoài các bạn ạ. Để mình đứng mình phun lửa. Ôi, hình như không phun lửa xuyên qua tường được các bạn ơi. Mình test thử cái đè băng này, kiếm băng giá này, kiếm rừng xanh này. Mình cũng không biết mấy cái chức năng kiếm bóng tối. Nó vừa vào đánh nhau kinh vậy. Không để ý các bạn ơi, không để ý. Này thì ok luôn. Này thì ui, còn một máu vẫn chơi được hai người các bạn nhá. Mèo béo mặc dù còn một máu nhưng mà vẫn chơi được hai người. Ông mình làm chậm rồi. Ui, ông chỉ phải chết luôn kìa kinh vậy. Từ tụ này đã, giảm đánh lui ạ. Ok, giảm đánh lui. Kiếm lửa, chém hai cái chết luôn.
Mình thấy kiếm lửa khá là ngon đấy các. Thiêu đốt này nè. Ok, chém cái nhẹ. Ui, biến xe tăng là gì vậy? Ủa, biến thằng xe tăng là cái quái gì? Map này có bắn được đâu. Có một máu các bạn ơi, chết rồi. Sức mạnh của Laura level 2 cũng ngon đấy các bạn ạ. À, không phải dạng vừa đâu. Móc lốp gaming nào. Đâu rồi, để mình thử băng giá nào. Không thấy mấy thanh niên kia ra ngoài các bạn ơi. Ờ, để mình chỉnh lại này đã. Đâu rồi, ui, chết, bị mất máu rồi. Ui, bị còn có 49 độ đói. Ui, căng phết ở đây này. Buff này lên đã. Ê bạn ơi, đi bạn ơi. Alo, bạn gì ơi, đi bạn ơi. Alo. Ủa, thế có đi không? Ông này tắc đường rồi. Ơ kìa, tắc đường. Trời ơi. Thế cả thứ map này rất là bé luôn. Map này mà mở 20 người chắc là khỏi chơi luôn. Các bạn tắc đường đến sáng mai chả đi được các bạn ơi. Chém xuyên tường luôn nè, ghê chưa. Thiêu đốt, chết thiêu chưa rồi. Chém luôn. Ô đấy, map này 60 mạng là kết thúc rồi, nó khá là nhanh các bạn ạ. Chơi được không đã. Đó, bây giờ mình thử mở 20 người xem như nào nhá. Thử 20 người xem cái kết cục nó sẽ như nào các bạn ạ. Cái map này khá là nhỏ. Mỗi team 5 người thì vẫn đủ kiếm nhỉ, đúng không nhỉ? Nếu như mà mỗi team 5 người thì mình nghĩ là vẫn đủ kiếm. Map này cho kiếm cũng chết rồi. Ơ, mình tưởng mở phòng từ mở phòng 20 người đã. Cái map này cái trần nhà cũng khá là thấp này. Đó, thành ra là cũng căng đấy các bạn ạ. Mình sẽ bắt đầu sớm luôn đấy. Bấm bắt đầu luôn, cầm kiếm đã. Đấy, đủ 6 hàng kiếm cơ, yên tâm đi. Dùng kiếm thoải mái các bạn ơi. Đó, lát nữa thử mở 40 người xem như nào. Mình sẽ chỉ dùng những kiếm mình thích thôi. Mình sẽ cần để kiếm lửa, kiếm bóng tối, kiếm gì đấy thôi các bạn ạ. Ok, rồi, thử quả kiếm bóng tối này xem như nào nhá. Đâu rồi, có thanh niên rồi, ơ kìa, xài thần thú kìa. Cho xài nhân vật thôi nhá, không có xài thần thú nhá. Nào, không xài thần thú nhá. Chưa thấy có ai ra ngoài các bạn ơi. Chưa thấy có thanh... À, thanh niên này ra ngoài đây nè. Ok luôn các bạn ơi. Đâu rồi. Để mình đứng canh, đứng rình sẵn các bạn ạ. Thấy không, mở phòng 20 người, các bạn văng game này bị lag kìa. Đấy không, có vài bạn bị văng ra ngoài à. Có vài bạn bị hồi sinh ở trên nóc nhà, đúng rồi. Do cái bát này nó bé quá, cho nên là có nhiều bạn bị hồi sinh trên nóc nhà kìa. Đó mình bảo mà, anh thấy chưa. Cái map này không chơi đông người được đâu. Map này chỉ chơi 4 người là phù hợp với các bạn ạ. Hey, tính là không nên mở quá 4 người đâu. 4 người là hết cỡ rồi. Này thì còn 15 máu các bạn ơi. À, bị thủng này thì thiêu đốt. Ok luôn, chém cái nhẹ. Ok, vẫn kìm giết thì nên bị thủng các bạn ạ. Đấy không, có mấy người bị kẹt kìa, mình thấy chưa, mình đã bảo mà. Anh thì nói tôi đâu có sai bao giờ đâu. Đó, có vài bạn bị kẹt bên kia kìa. Ôi, chạy một mình mèo kéo cân hết à. Ê, tắc đường bạn ơi. Đi, nước sôi. Chơi luôn cả 50 mạng luôn rồi. Búc cái này đã, kháng đánh lui này. Cầm kiếm băng chơi luôn. 55 mạng. Ok, chung là map này chơi cũng được, nhưng mà tuy nhiên là nó hơi ngắn. Đây, thử mở 40 người không nhỉ? Mở 40 người chắc không chơi đâu các bạn ạ. Map này mở 40 người, có nên mở 40 người không ta? Hay là mình thử liều mạng nhỉ? Thử liều mạng, một thôi mở 30 thôi nhá. Mở 40 không chơi nổi đâu. 40 map này bé quá, là cũng lát phòng nữa. Thôi mình sẽ thử liều mạng, mở 30 người cái phòng này. Cái map này khá là nhỏ. Đúng ra map này chơi 4 người là hợp lý các bạn ạ. Chơi 4 người là đẹp nhất rồi. Đó, nếu như muốn chơi đông người hơn ấy, thì chủ map phải mở rộng hơn cơ. Mắt phải mở rộng hơn nữa các bạn ạ. Tất cả chủ mắt là nên cho chơi đủ 16 phút nhá. Mình sẽ lấy vài kiếm thôi. Kiếm sắc bén đây, mình sẽ lấy vài kiếm này thôi. Cần cái kiếm mình cần mới dùng thôi các bạn ạ. Đây, sẽ lấy ba kiếm, 4 kiếm thôi. Đó. Ok, kiếm này để buff này. Đó, rồi. Để thử kiếm sắc bén thế nào. Không biết kiếm sắc bén làm gì đây. Đâu rồi. Team bạn đâu rồi? Chưa thấy team bạn nào ra ngoài à? À, thủ thế sẵn các bạn ơi. Mèo béo thủ thế sẵn. À, tôi thấy người chú ý ra ngoài. Có người chuẩn bị ra ngoài này. Úi trời ơi, mặc dù mình chém chưa phát đầu nhưng mà mấy phát sau chúng hết cân. Đây, mình thủ thế sẵn. Nào, ra ngoài. Mở cửa. Ô, chém bên kia hình như là không trúng à. Kiếm ơi, kiếm sắc bén này cũng vẻ khỏe chứ nhở. À, mình đứng ngoài mình sẵn này. Chém này, úi dồi, văng cao rồi. Úi văng, lag game. Vừa bị lag game các bạn ơi. Hình như mình vừa bị lag game hay sao. Chắc là do mở đông người quá bị lag game hay sao. Thử quả kiếm bóng tối nào. Kiếm bóng tối. Ồ, ông mày bị ám rồi nhá. Ok, cái này chắc để lùi. Đẩy văng. Ôi không, chưa kịp chém ông lát thế. Giật lát các bạn ơi. Bắt đầu có hiện tượng giật lát rồi, chết giờ. Bắt đầu có hiện tượng giật lát.
Các bạn ơi, bắt đầu mèo béo thấy có hiện tượng giật lag rồi không ổn rồi. Tim mình đi. Có biết đây tim mình. Cầm kiếm sắc bén chém luôn. Này thì chơi với chúng tôi này. Ô đúng rồi, quất nó. Có một máu mình cũng chơi các bạn ạ. Mình đứng ngoài mình thả lửa thôi. Yếu quá rồi. Ôi không kịp thả lửa. 45 mạng rồi các bạn ơi. Đấy buff này nè. Đó, kiếm vàng này, ok. Chuyển qua kiếm lửa này. Phun lửa. Ok, bị cháy rồi. Ông này bị cháy rồi. À, có một mạng cuối cùng. Rồi, tên Huy rồi. Tên khác mà. Tên Huy bây giờ đổi tên à? Đổi tên có thêm ngôi sao à? Ok luôn. Ôi, vẫn chưa thắng các bạn ơi. Một mạng nữa. Chúng ta cả lên. Một mạng. Ok luôn. Rồi, chúng ta này chơi cũng được, tuy nhiên hơi bé nhá. Nếu như mà chủ map có thể nâng lên, ví dụ như là chơi đủ 10 phút chẳng hạn, hay là tổng khoảng 200-300 mạng thì vui hơn. Chứ 60 mạng mình nghĩ là hơi ít các bạn nhá. Map này có tên là cuộc chiến kiếm ma thuật của bạn Clever Simona. ID là 89440520 các bạn nhá. Map này chắc là mình cũng chưa đề cử đâu. Map này cơ bản cũng khá là đơn giản, build kiếm cũng khá là dễ, không có gì đặc biệt cả, mà chơi được cái chơi cũng khá là ok, chơi khá là vui thôi. Đó, nói chung là video xin phép được kết thúc ở đây. Các bạn có ý kiến đóng góp gì muốn mèo peo làm thử thách gì nữa thì đừng quên để lại bình luận phía dưới các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.